Xin chào các bạn, cá ri gà là món ăn đặc trưng cho mâm cơm ngày Tết hiện đại. Nó xuất hiện nhiều trong bàn tiệc như đám cưới, sinh nhật, hiếu hỷ. Mặc dù có nguồn gốc từ Ấn Độ, nhưng khi về Việt Nam được biến tấu để phù hợp với khẩu vị người Việt. Mặc dù bỏ qua nhiều bước nhưng vẫn cho ra hương vị chuẩn, khiến ai cũng thích. Cách nấu cá ri gà ngon, chuẩn, không khó. Mời các bạn cùng vào bếp với ẩm thực YouTube để có được công thức chuẩn nhất. Để chuẩn bị nguyên liệu làm món gà nấu cà ri hôm nay thì mình có chuẩn bị là gà công nghiệp một nửa con, khoảng 1,5 kg. Gà thì mình chọn những cái con gà nó vừa phải. Đây, gà này thì mình sử dụng là gà công nghiệp. Các bạn có thể là dùng gà ta, gà ri để làm thì cũng được. Mình hôm nay mình lựa chọn là gà công nghiệp, làm nó mềm thịt và nó nhiều thịt, nó sẽ ngon. Ngoài ra thì mình có một củ khoai tây, một củ quả rớt, ớt kim, tỏi, hành khô, sả, bột cà ri 2 gói và một chút xíu bột nghệ. Về sơ chế rau củ thì mình sẽ băm hành khô và tỏi khô, mình sẽ băm nhỏ. Tỏi mình cũng đập. Sả cây thì mình cũng đập dập băm nhỏ. Dập sau đó mình sẽ thái. Mình sẽ dùng dao nghiền nhỏ. Đấy, mình cũng cho ra một góc này. Ớt kim thì mình cũng dập dập rồi băm nhỏ. Mình sẽ loại bỏ những cái hạt ớt này ra. Khoai tây mình đi thái thì sẽ chuẩn bị một bát nước nho nhỏ này để khi mình thái ra sẽ ngâm cho khỏi đen. Thì mình phủ khoai tây này, mình sẽ bổ hình bóng lợn các bạn. Mình sẽ dùng sấn để sấn cho nó đẹp. Đây, khoai tây mình sẽ thái hình bóng lợn. Cà rốt đây mình muốn thái như khoai tây. Đây mình sẽ thái chéo rồi. Đây, sau đó thì mình sẽ thái miếng gần giống như miếng khoai tây, sẽ để ra một góc này. Mình sẽ đi chặt gà. Đây, mình sẽ lọc tách vào cái cánh này ra. Phần đùi mình sẽ dùng dao cứa ngang theo vết da. Đấy, sau khi đến cái khớp này thì mình sẽ tách ra. Gà mình sẽ chặt miếng khoảng 4 x 4 cm. Đây mình sẽ chặt như thế này là miếng vừa ăn. Như vậy mình đã chặt xong gà. Gà chặt xong nên mình bắt đầu sẽ đi chần gà. Vác một cái xoong nước lên trên này để mình chần gà thì có đập dập một củ sả. Mình sẽ cho một củ sả vào đây để chần. Và mình sẽ cho một chút bột nghệ. Bột nghệ vào đây để lấy màu chần gà, màu nó sẽ
vàng luôn. Mình sẽ cho tương đối nghệ một chút xíu. Khi nước sôi thì sẽ bỏ gà vào để chần. Bột nghệ cho vào chân gà thì khi chần như này thì màu bột nghệ sẽ bám luôn vào miếng thịt gà. Nó sẽ tạo luôn cái màu đẹp của gà. Khi nước bắt đầu sôi lại thì sẽ vớt gà ra. Khi mình chần như thế này thì cái hương xả sẽ tẩy bớt cái mùi hôi của thịt gà. Đây mình sẽ ớt sạch ra, đặt vào bếp. Đây là thịt gà mình đã chần và rửa qua nước, các bạn nhìn màu khá là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ đổ vào đây để ướp gà. Chỗ ớt này, ớt mình cho hết, xả mình cho một nửa già, tỏi mình cũng cho một nửa già, hành khô. Đấy, mình chỉ bớt lại một chút xíu hành, tỏi, ớt, hành, tỏi, xả. Để tí nữa khi chế biến thì mình sẽ phi vàng lên. Bây giờ mình bắt đầu cho gia vị này. Hạt nêm cho khoảng 10g, đường 3g, bột ngọt 3g, bột canh 3g, nước mắm 10ml. Bột cà ri này thì nó có khá nhiều loại, mình có thể là cho bột cà ri Ấn Độ nó sẽ khá là ngon. Hôm nay mình đi mua thì cũng không có, nên mình sử dụng bột cà ri của Kim Tinh này, nó cũng ngon. Nên mình sẽ cho hết hai gói vào đây. Rồi sau đó mình sẽ trộn đều. Mình trộn thật đều này cho nó thấm gia vị. Rồi mình sẽ để trong khoảng thời gian là 15 đến 20 phút mình sẽ đi chế biến. Đấy, mình sẽ để tạm ra đây cho thấm gia vị đã. Sau khi ướp được một lúc rồi thì mình sẽ bắt đầu đi chế biến. Thì mình sẽ đặt nồi lên trên bếp. Và mình sẽ đổ dầu vào để phi thơm hành, tỏi và xả. Khi cho dầu vào mình sẽ cho hành, tỏi, xả. Mình sẽ cho lên phi vàng. Khi hành, tỏi và xả đã vàng thì mình sẽ cho khoảng 10g bơ. Mình sẽ cho khoảng 10g bơ vào. Mình sẽ đánh tan này. Và cái gà ướp này mình sẽ cho vào để xào này. Mình sẽ đảo cho nó thấm đều gia vị vào sâu trong miếng thịt gà. Thì gà thì nhà mình ăn luộc, ăn rang, ăn quay lắm rồi thì nó cũng chán. Thì mình hôm nay cũng thử chế biến một cái cách khác là mình sẽ nấu với cà ri để nó đổi một cái thành một cái món mới và cái khẩu vị của gia đình nhà mình thành một món ăn lạ miệng một chút xíu. Bây giờ mình sẽ đổ nước, khi đã thấm đều mình sẽ đổ nước, nước sạch. Đây mình sẽ đổ khoảng 500ml nước để tạm định vung lại chờ nước sôi. Đây, nước sôi rồi thì bắt đầu thì mình sẽ nhỏ giảm lửa. Giảm lửa và sẽ hớt bỏ những cái bọt nó nổi lên trên. Cũng khá là thơm, mùi cà ri bốc lên rất là thơm. Sẽ om trong khoảng 5 phút nữa cho nó chín, cái gà này chín chín thì mình bắt đầu sẽ cho khoai tây và cà rốt. Trong lúc này thì mình sẽ lêm lại cái khẩu vị xem nó đã vừa miệng chưa. Đây mình lêm với cái lượng muối và lượng nước và lượng gà mình cho vào này, nên là khá là vừa vặn. Mà vị thì các bạn nên nhớ là nó sẽ hơi đập mồm một chút xíu, thơm mùi bơ. Hơi đập mồm thì khi mà mình ninh như này là sẽ thấm một miếng gà là vừa. Đấy, khi mình sôi như thế này được khoảng 5 phút mình sẽ cho cà rốt. Cà rốt
cho vào sling trong khoảng 2 phút, 2 đến 3 phút cho cà rốt nó chín. Thêm một chút xíu thì mình sẽ cho khoai tây vào để om. Cho cà rốt được khoảng 2 phút rồi, bây giờ mình sẽ cho khoai tây vào để linh. Đây, mình sẽ cho khoai tây này. Sẽ đảo qua dìm xuống dưới. Khi mình đun sôi khoảng 10 phút thì khoai nó mềm thì nó sẽ là được. Mình sẽ cần khoảng 30g bột mì. Mình sẽ hòa ra nước đây các bạn. Khi mà cái món cà ri của mình này nó được rồi thì mình sẽ xuống bột cho nó sền sệt. Ăn nó sẽ rất là ngon. Đây mình sẽ to lửa một trên. Cái món cà nấu cà ri của mình bây giờ đã được rồi. Mình sẽ cho bột xuống bột để lấy cái độ sền sệt. Đấy, mình sẽ xuống. Các bạn lưu ý, khi mình sẽ xuống bột từ từ để nó không đặc quá mà cũng không loãng quá. Đấy, mình sẽ xuống thật từ từ. Món cà ri này thì mình sẽ dùng bột mì để xuống các bạn, nó sẽ ngon hơn chứ mình không sử dụng bột năng. Đấy, cái nước bột nó đã sền sệt xuống rồi này. Xem xét rồi. Đấy, mình sẽ đảo một chút xíu nữa. Rồi mình sẽ múc ra để thưởng thức. Mình sẽ tắt bếp đi. Bây giờ mình sẽ múc ra đây các bạn. Miếng thịt gà vẫn còn nguyên. Đấy, khi mình nấu miếng thịt gà nguyên. Đậm đà thì là vừa tới. Đấy các bạn nhìn, nước sền sệt khá là ngon. Vậy hôm nay mình đã chia sẻ xong với các bạn món gà nấu cà ri. Mời thì các bạn hãy làm thử để cho gia đình nhà mình ăn. Mình sẽ đảm bảo là mọi người sẽ rất là thích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.